giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng thầy giáo Thái Lệ Hút Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm tập 19 Xin chào các bạn, chào mọi người Chúng ta vừa mới nhắc đến Mấy cảnh giới của học vấn Cho nên cầu học vấn phải không ngừng nâng cao Cảnh giới của mình Và phương pháp nâng cao không có gì bằng Phải ham học Phải dũng cảm sửa sai phải có thể không ngừng nỗ lực Thực hiện Như vậy là có thể không ngừng nâng cao cảnh giới của mình Cho nên phu tử Ở trong trung dung nhắc đến Hiếu học Cần hồ tri Trí nhân dũng Là tam đạt đức Bạn chỉ cần tuân thủ tam đạt đức này Để cầu học vấn Thì nhất định có thể không ngừng nâng cao cảnh giới cho nên người ham học là Cần cái gì vậy? Là gần giới trí huệ rồi Chúng ta vừa mới nhắc đến Cộng học Thích đạo Tiếp theo đó Khả giữ lập Và còn khả giữ quyền Bốn cái cảnh giới này vừa mở đầu chính là học Chữ học trong học tập Cho nên khả giữ cộng học Vì khả giữ thích đạo bạn có học tập chưa chắc có thể thực sự áp dụng vào chánh đạo như vậy được vì khả là nói với bạn chưa chắc nhưng mà nó cũng đồng thời nói với bạn thật ra bạn chỉ cần chịu ham học là có thể nâng cao cảnh giới đạt đến thích đạo bạn tiếp tục ham học thì lại có thể từ thích đạo nâng cao đến cảnh giới đứng hiên ngang bất động bạn tiếp tục ham học lại có thể từ đứng hiên ngang bất động nâng cao đến tùy cơ ứng biến cho nên chính yếu ở trong câu giáo huấn này vẫn là ở chữ học một người chỉ cần mọi lúc mọi nơi duy trì cái tâm học tập mọi lúc mọi nơi quan sát ưu điểm của người khác nâng cao bản thân thì học vấn của họ nhất định có thể không ngừng nâng cao cảnh giới cho nên ham học là mấu chốt cho sự thành bại học vấn của một con người ngoài ham học ra cũng cần dũng cảm sửa sai cho nên tri sĩ cận hồ dũng khi chúng ta không ngừng học tập sau đó lỗi lầm của mình cũng không sửa đổi đó là giống như bạn lấy một cái thùng đi đựng nước dưới đáy bị thủng hai lỗ vậy nước có thể được đầy được không không thể đựng đầy cho nên cũng phải đồng thời điều chỉnh lỗi lầm của mình mới có thể khiến đạo đức nâng cao cho nên phải tri sĩ cận hồ dũng lực hành cận hồ nhân chỉ có sau khi bạn thật sự nỗ lực làm rồi dùng giáo huấn của thánh hiền để đối xử với người nhà của bạn để đối xử với bạn bè thân thích của bạn bạn mới có thể biết được nhu cầu của người khác ở chỗ nào khi bạn không quan tâm con cái của bạn Thì bạn cũng không biết nó có rất nhiều nhu cầu Bạn thật sự gần gũi nó Thật sự suy nghĩ thay cho nó Bạn mới có thể cảm nhận được Hóa ra nó có nhiều nhu cầu như vậy Thông thường có rất nhiều vị thầy cũng hay hỏi tôi Họ nói thầy Thái tại sao thầy có nghị lực như vậy Ý chí như vậy Không sợ nhất giả Đi mở rộng phát triển văn hóa Trung Quốc Họ cũng cảm thấy có khi tràn đầy sinh lực Sao ba ngày là như thế nào vậy Lại như bong bóng xì hơi Lại xẹp xuống rồi Tôi nói với họ Tôi nói nếu như bạn bị ông lão Nhân từ 80 tuổi gian sinh với bạn Tôi tin bạn ngủ không Cũng không thể ngủ hơn 7 giờ đồng hồ Tại vì sao vậy Bởi vì bạn cảm nhận được nhu cầu của người khác Là bước thiết đến như vậy Vì sao vậy bởi vì khi tôi giảng dạy ở Thiên Mục Sơn Hàng Châu Giảng đến ngày thứ ba Sau khi ăn cơm trưa xong Vừa mới bước ra Có một lão già 80 tuổi Nhìn thấy tôi Lập tức liền quỳ xuống Động tác của tôi cũng rất nhanh Bởi vì trước đây tôi là người chơi cầu lông Cho nên thói quen cú cầu tốc độ là Đã trở thành không cần suy nghĩ rồi Cho nên tôi lập tức Bổ nhào người qua Hai chân cũng quỳ xuống Kịp thời nhiều ông lão đứng dậy Tôi bèn giữ vững ông lão Tôi nói Ông ơi xin ông đứng lên nói Đừng làm như vậy Cuối cùng ông vừa đứng lên Ông nói thầy cái thì nhất định phải đồng ý tôi hai yêu cầu Ông nói cái yêu cầu thứ nhất Tôi là người ô lỗ một tề Tân Cương Ở Tân Cương không có giáo huấn thanh hiền hay như vậy để nghe Thầy nhất định phải đến Tân Cương để giảng dạy Ông cũng đã 80 tuổi rồi Cái quỳ đó của ông là quỳ gì ai vậy? Quỳ gì lão bá tánh? Đúng rồi Cho nên không phải tôi đang dạy cụ Mà là cụ đang dạy những người tuổi trẻ này của chúng ta Người ta không dị kỹ Con của ông đã làm thầy giáo ở đại học rồi Ông đời này là không lo chuyện ăn mặc nữa Nhưng mà niệm niệm là nghĩ gì Nhân dân Ông nói điều thứ hai Nhất định phải đem đĩa bà các thầy giảng dạy tặng cho tôi một bộ tôi còn phải đi tặng cho người khác cho nên tôi nói với những người thầy đang phổ biến văn hóa của chúng tôi tôi nói khi bạn thật sự đang tiếp xúc với đông đảo của chúng như vậy khi bạn từ trong nội tâm thật sự cảm nhận được nhu cầu của họ khát vọng của họ đối với học vấn thánh hiền thì cái lòng nhân từ đó của bạn đã được nâng cao rồi cho nên đích thực khi bạn càng thực tiễn tư tưởng thánh hiền Càng thực tiễn giáo huấn thánh hiền Thì bạn có thể nhìn thấy trách nhiệm của mình ở nơi nào Làm như vậy Bạn có thể lúc nào cũng nghĩ thay cho người Lúc nào cũng giúp đỡ nhu cầu của người khác Cho nên trí nhân dũng Tam đạt đức Là một cái thái độ rất quan trọng Đối với chúng ta nâng cao đạo đức qua ngày ngủ luôn cuối cùng chúng ta có thể dùng ba chữ để tổng kết và bạn chỉ cần mỗi lúc có thể dùng được ba cái chữ này để quán chiếu ngôn ngữ hành vi khởi tâm đồng niệm của mình thì bạn rất nhanh chóng có thể đem ngủ luôn này làm viên mãn ba cái chữ này có thể nói là ba vật báo của văn hóa chúng ta Ba cái chữ nào vậy? Quân Thân Sư Quân thân sư và thiên địa Là năm địa vị Nga Nga à. Ở trong dạng vật cái tôn quý nhất chính là thiên địa Quân thân sư mà quân thân sư là phải đem cái đức của trời đất diễn ra con thân sư như vậy mới có thể thật sự khiến người ta tôn kính quân thân sư rốt cuộc bản chất của nó là đại biểu cái gì vậy nhìn ở bên ngoài thì quân là đại biểu cho người lãnh đạo thân là đại biểu cho những bậc làm cha mẹ sư là thầy và bản chất tầng sâu của nó Quân đại biểu Cho lãnh đạo Đại biểu lấy mình làm gương Đây là hàm nghĩa quan trọng của quân Thân là cha mẹ dùng cái tình cảm quan tâm, dùng cái tình cảm thương yêu. Đây là bản chất của thân. Tiếp đó là sư Đại biểu cho chỉ dẫn họ Dạy bảo họ mọi mặt Chính là vai trò ngôn giáo Cho nên quân, thân, sư Ba cái vai trò này Đặc biệt quan trọng đối với cả đời một con người Hiện nay có một cái hiện tượng Chính là bậc làm cha, bậc làm mẹ Cảm thấy con cái rất khó dạy bảo Người làm cấp trên cảm thấy nhân viên không chịu nghe lời người làm thầy cô giáo cảm thấy học trò không chịu học rất khó dạy cho nên là ai có vấn đề vậy là con trẻ có vấn đề là học trò có vấn đề là nhân viên có vấn đề như vậy có đúng hay không như vậy là rất khó khế nhập giáo huấn thánh hiền giáo huấn thánh hiền trung quốc chúng ta có một câu tâm pháp các vị có nhớ hay không làm không được phải soi lại chính mình thật ra bậc làm lãnh đạo bậc làm cha mẹ bậc làm thầy cô giáo chỉ cần đem quân thân sư làm được rồi thì nhất định có thể dạy được con trẻ chỉ dạy được học trò bồi dưỡng được nhân viên chúng ta hãy xem một chút Tại vì sao hiện nay Người làm ông chủ Nhân viên không nghe lời vậy Bởi vì khi họ làm quân Họ có làm được lấy mình làm gương hay không Họ chưa có làm được Họ có thể chỉ là có tiền Như thế nào yêu cầu cấp dưới Họ có cái quy quyền này Dùng quyền quy ép người khác Khi ép như vậy Với bề ngoài nhân viên rất nghe lời Đợi đến khi không có bạn ở đó Họ bằng mặt Không bằng lòng Cho nên Không được dùng quyền thế Ép người Để tư quy chúng ta nói Thế phục nhân Tâm bất nhiên Lý phục nhân Phương vô ngôn Bạn cần phải dùng đạo lý Dùng tấm gương tốt của mình Để cảm hóa Để dẫn dắt nhân viên Đây mới là vai trò của quân Cho nên bậc làm lãnh đạo ngay cả quân trên cơ bản chứ có làm được sau đó thử xem họ có làm thân hay không có đối xử xem nhân viên như là người thân của mình hay không khi một người chủ đối xử xem nhân viên của mình như là người thân thì bầu không khí trong toàn bộ công ty của họ sẽ như thế nào đó là tuyệt đối là quan tâm lẫn nhau chăm sóc lẫn nhau Chúng ta bật làm lãnh đạo Đi ra ngoài du lịch Thí dụ nói đến hải khẩu Đi xong 7 ngày về Những cấp dưới này của bạn Đều biết bạn đi hải khẩu về Cuối cùng khi bạn trở về Hai tay trống trơn Đại biểu khi bạn đi ra ngoài Cũng không biết gì đến họ Họ vốn dĩ nghĩ nói Chắc có thể có kẹo dừa Có thể ăn một vài cây Cuối cùng chẳng có gì Nếu như chúng ta vừa trở về Lập tức đem kẹo dừa, cà phê những đặc sản này đem về để ở trong văn phòng Nào khi nào muốn uống hãy tự pha nhé Họ từng với từng phút có thể cảm nhận được bạn quan tâm đối với họ Cho nên Cái bầu không khí làm việc đó là khác nhau Khi bầu không khí làm việc của nhân viên tốt Thì hiệu suất làm việc tự nhiên sẽ tốt Nếu như bầu không khí không tốt Rất nhiều nhân viên làm việc lâu dài ở chỗ này có thể ngay cả sức khỏe cũng trở nên tồi tệ Cho nên bầu không khí làm việc Phải dựa vào bậc lãnh đạo Có loại thái độ quan tâm Đối xử như người thân này Đối với cấp dưới Bậc làm lãnh đạo Nếu như lại có thể làm được sư Bởi vì cấp dưới của chúng ta Họ không phải dựa đến là năng lực gì cũng biết Cũng phải thông qua Sự chỉ dẫn từng ly từng tí của bạn Tính nhẫn nại của bạn Nhằm nắm lấy một số điểm cơ hội Để nâng cao năng lực của họ Khi chúng ta có loại thái độ của người thầy Đối với họ Thì cấp dưới đi theo chúng ta sẽ cảm thấy mình Có sự tiến bộ và trưởng thành Rất nhiều Họ cũng sẽ luôn luôn nghĩ đến Cái phần ân đức mà bạn đã chỉ dạy cho họ này Cho nên khi một vị lãnh đạo Làm tốt vai trò quân Làm tốt thân Lại làm tốt sư Thì tuyệt đối sẽ giành được sự yêu mến của cấp dưới. Cho nên bậc làm lãnh đạo phải thử xem mình có làm được quân thân sư hay chưa. Lại nữa, rất nhiều bậc làm cha mẹ cảm thấy con trẻ không nghe lời. Vậy chúng ta hãy thử xem họ quân thân sư có làm tốt hay chưa. Trước tiên xem họ là bậc làm cha mẹ. Xin hỏi họ có yêu thương con trẻ hay không? yêu thương con trẻ vẫn phải học tập không phải bạn muốn dạy như thế nào là dạy như thế đó như vậy sẽ giống như đệ tử quy đảng lực hành bớt học văn không học văn chương thánh hiền nhậm kỹ kiến mùi lý chân bạn đều chỉ là dùng cách nghĩ của bạn để chăm sóc con trẻ kết quả không chỉ không giúp ích cho nó có khả năng làm hại nó cho nên phải học làm cha học làm mẹ bạn không có quan niệm chính xác Sẽ rất khó dạy Được tốt con cái ở trong cái xã hội này Thí dụ nói rất nhiều cha mẹ Rất yêu thương con cái Rất sợ chúng Quá mệt mỏi Rất sợ chúng có nhiều áp lực Cho nên việc gì cũng giúp đó Làm đến nơi đến chốn Như vậy có yêu thương đó hay không? Cho nên chúng ta thử xem Người trẻ tuổi hiện nay Có thể đảm đương khó khăn có thể đảm đương áp lực hay không không có khi họ không có cái năng lực này thì đời này họ có thể trải qua thông suốt hay không họ đời này có thể không biết sẽ sụp đổ ở cái khâu nào cho nên người thật sự yêu thương con trẻ cần phải biết sáng tạo thật nhiều cơ hội để cho con trẻ tôi luyện để cho con trẻ rèn luyện mới đúng mấy ngày trước chúng tôi nêu ví dụ con của chú lư chú là sáng tạo rất nhiều cơ hội cho con chú tôi luyện con chú đi ra tìm việc rõ ràng là chủ tịch hội đồng quản trị nói anh cần bao nhiêu lương tự mình yêu cầu nếu trước đây phụ thân không có cho anh nhiều rèn luyện như vậy thì năng lực của anh có thể có được không cho nên yêu thương con trẻ bạn phải có lý trí bạn phải biết lo xa nghĩ rộng cho nên bậc làm cha mẹ yêu thương con trẻ Cũng cần trải qua học tập mới được Nếu không thì bạn ngay cả cái trò thân này Cũng là không được Lại nữa Bậc làm cha mẹ phải làm quân Cũng chính là Lấy mình làm gương Cho con trẻ xem Chúng tôi thường Nêu một cái thí dụ Cha mẹ đều muốn yêu cầu con trẻ phải ham học Sau đó thì mình ngồi ở đó Ngồi xem tivi sau đó nói mày mau mà mau đi học cho tao Tao đếm đến ba Nếu không đi tao sẽ đánh mày Con trẻ cứ ngồi lì ở đó còn ôm vết tường Ôm cầu kỳ ở đó không chịu đi Sau đó nói Thông điệp cuối cùng Nó mới chịu chạy đi Khi chạy đi như vậy Ở trong đầu nó nghĩ cái gì Nghĩ cái vai chính nữ Cái vai chính nam Hiện nay như thế nào Nó ngồi ở trên bàn có thể tĩnh tâm mà xem sách hay không không được cho nên người làm cha mẹ chúng ta đều lấy yêu cầu của thánh hiền để yêu cầu con trẻ mà hoàn toàn không có yêu cầu chính mình cho nên khi cha mẹ không có lấy mình làm gương xin hỏi con cái chúng ta có phục hay không không phục không phục cái oán khí đó sẽ bắt đầu tích lũy đột nhiên tích lũy đến khi chiều cao của chúng cao bằng bạn thì chúng sẽ không nghe bạn nói cái gì nữa rồi quả đấm của anh lớn thì quả đấm của tôi sẽ càng lớn hơn anh đến lúc này sẽ xảy ra hiện tượng phản nghịch cho nên rất nhiều người nói hiện tượng phản nghịch là bình thường câu nói này có đúng không hiện nay trong xã hội lưu truyền những quan niệm này phần lớn đều là giống như đúng mà không đúng thực ra đều là sai Chúng tôi đi tham gia một số buổi tọa đàm Thầy giáo phụ huynh Cấp 2, cấp 3 Rất nhiều thầy giáo nói Trẻ em đến cái tuổi này xuất hiện hiện tượng phản nghịch Là điều tất nhiên Lời nói còn phải đợi tranh luận Ở trong lịch sử mấy ngàn năm của chúng ta Hoàn toàn không có ghi chép Trẻ em từ nhỏ Trong thời kỳ tuổi thanh xuân Nhất định có hiện tượng phản nghịch Cái này là kết quả. Cái kết quả này ở trong mấy chục năm kết thành. Cái quả này ở trong mấy ngàn năm không có kết thành được. Vì người trong thế hệ này của chúng ta cũng thật lợi hại, bỗng chốc kết thành cái quả ác này. Tổ tiên xưa mấy ngàn năm Trung Quốc của chúng ta là không có kết thành cái loại quả này. Cho nên nguyên nhân ở chỗ nào vậy? nguyên nhân ở tổ tiên xưa mấy ngàn năm rất xem trọng giáo dục và ở trong giáo dục cái được gọi trong hàng đầu là đạo hiếu bậc làm cha mẹ đều đem hiếu diễn cho con cái xem cho nên con cái của họ từ nhỏ đã có thái độ hiếu thuận tôn kính bậc trên từ nhỏ đã có cái tâm hiếu kính với cha mẹ làm gì có hiệu ứng phản nghịch được chứ làm gì có hiện tượng phản nghịch cho nên không tìm ra được nguyên nhân đích thực chỉ cứ ở đó mỗi ngày lo lắng Con cái tôi sau này nhất định sẽ phản nghịch Không biết sợ hãi sinh ra bao nhiêu thứ bệnh Cho nên cái thế hệ đó của phụ thân tôi Đâu có hiện tượng phản nghịch gì chứ Cái thế hệ đó của phụ thân Thấy cha mẹ vất vả như vậy Nên luôn luôn nghỉ học cho tốt Để có thể phụng dưỡng cha mẹ Đâu có người nào phản nghịch Người tuổi giống như tôi đây Hầu như có 60-70 là có phản nghịch tôi thì không có tôi còn đi hỏi mẹ của tôi đi làm chứng hiện nay đều nói có phản nghịch con có hay không mẹ tôi suy nghĩ một lúc nói không có coi như là đạt tiêu chuẩn cho nên khi chúng ta từ nhỏ có cái tâm kính sợ đối với cha mẹ từ nhỏ cha mẹ đều là lời nói đi đôi với việc làm lấy mình làm gương thì trong nội tâm của chúng ta chỉ có kính chỉ có sợ đối với cha mẹ Kính sợ mà tôi Làm gì có phản nghịch Cha mẹ tôi Lúc chúng tôi còn nhỏ Ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút Hai vợ chồng liền vào trong phòng đọc sách Vì chúng tôi ba người con này Có thể ngồi tréo chân ở trên ghế sofa Để xem tivi hay không Không dám Ngoan ngoãn đi đọc sách ngay Cho nên nhà của tôi Hoàn toàn không có bảo con cái đọc sách Mẹ của tôi mỗi lần Lên lầu đều bảo chúng tôi bao bao đi ngủ Không nên xem nữa Cho nên Thường thường mẹ của tôi nghe thấy tiếng bước chân rồi Vẫn chưa lên lầu Thì chị của tôi đã đem âm thanh của chị truyền đi rồi Đi ngủ thôi Không nên xem nữa Bởi vì Cha mẹ lấy mình làm gương Cho nên con trẻ rất tự nhiên sẽ làm theo Cổ nhân nói Thân giáo giả tụng Thân giáo Chúng sẽ làm theo bạn Ngôn giáo giả tụng Bạn chỉ là yêu cầu Trên cửa miệng Bản thân còn chưa làm được Đến cuối cùng Người trong nhà nhất định sẽ sinh ra cải cọ Con cái nhất định sẽ không phục sự dĩ dận của bạn Cho nên hiện nay Tại sao con cái vậy không được Bởi vì người lớn lấy mình làm gương chưa tốt Thậm chí là con cái còn khuyên bạn Mẹ à không nên chơi bài mặt trượt nữa bạn còn đánh nó một trận Sau này nó có nghe lời bạn nữa không Dứt khoát không thể nghe Cũng dứt khoát không thể tôn trọng bạn Cho nên cha mẹ thân chưa làm được Quân chưa làm được Sư chưa làm được Khi có những chuyện cần dạy bảo nó Nó cũng ngoảnh mặt làm ngơ Như vậy cũng chưa làm được Trách nhiệm giáo dục con cái Còn có phục kinh khoa trương hơn Rất không có độ nhạy cảm giáo dục có một vị quan chức giáo dục ở thiểm tây kể ông có một người bạn có một hôm nói với ông con trai tôi rất thông minh bởi vì có một hôm nó xin tôi hai đồng tôi đã lấy một tờ hai đồng cho nó nó nói ba ạ à, con cần hai tờ một đồng ba của nó liền hỏi thế chẳng phải giống nhau hay sao tại vì sao phải cần hai tờ một đồng chứ Cậu liền nói với ba là Bởi vì hai tờ con có thể đưa cho phòng giáo dục Phòng quấn đạo hai lần Mỗi lần có thể cộng thêm 10 điểm Thông nhạc của rơi Ba của cậu rất vui mừng Anh thấy con của tôi thông minh như vậy Vì quan chức giáo dục này khi nghe xong chỉ biết Trời ơi Độ nhạy cảm giáo dục của cha mẹ có hay không vậy? Không có Họ còn muốn nói là đầu óc của con tôi rất tốt con của họ bắt đầu nói dối không thành thật rồi cái họ cần là cái hư danh cho nên bậc làm cha mẹ lúc cần dậy thì phải dậy cho đàn hoàng cho nên tại sao con cái hiện nay vậy không được vậy người làm cha mẹ chúng ta chưa có làm được quân thân sư người làm thầy có làm được quân thân sư hay chưa vậy cho nên thầy thường hay đập bàn Học trò thật không biết nghe lời Thật ra chúng ta cần xoay trở lại Tôi nghĩ mình chỗ nào làm không tốt Chúng ta thấy hiện nay người làm thầy Giống như có đang dạy bảo các em Mỗi ngày chỉ thấy tại sao em làm bài kiểm tra kém như vậy Đưa tay ra đây Tất cả chỉ là lấy điểm bạn chỉ lấy điểm không dạy các em làm người Các em sẽ không tôn kính bạn Tôi từ nhỏ học cấp 2, học cấp 3 Đều xem như là trường học rất tốt Lúc học ở cấp 2 Thật là bị dồn ép khủng khiếp Tôi còn nhớ có một lần tôi làm kiểm tra môn Anh Văn Đã làm được 100 điểm Tôi rất vui mừng Vui mừng chưa được 3 phút Thầy của tôi đã nói một câu nói Lần kiểm tra tháng sau Sụt một điểm đánh một roi Tôi tự vui mừng biến thành đau buồn Bởi vì tôi lần sau là chắc chắn bị đánh rồi Sau đó kiểm tra 91 điểm Đã bị đánh chín rồi Bởi vì tôi từ nhỏ Có sự chỉ dạy của cha mẹ Cho nên thường thường đều là đối với người rất hiền hậu Vì vậy hoàn toàn không có quán trách người khác bởi vì cha mẹ tôi từ nhỏ đến lớn Không có nói qua chuyện thị phi của một người nào trước mặt chúng tôi Cho nên thường thường chị em chúng tôi khi xảy ra chuyện Cái phản ứng đầu tiên là kiểm điểm lại mình Nhưng mà những bạn học khác thì không như vậy Khi thầy thường thường đều là chửi mắng như vậy Đều là đánh như vậy Đối với lòng tự ái của họ Sẽ tổn hại rất lớn Rất nhiều bạn học của tôi Chỉ số thông minh đều hơn 150 rất nhiều người có chỉ số đến 140, 150, tôi mới 118. Cho nên đầu óc của họ phản ứng cũng tốt hơn tôi rất nhiều. Cuối cùng bởi vì thầy thường thường đều là mắng, đều là đánh. Họ bắt đầu xuất hiện hiện tượng chán học. Đến cuối cùng cấp 3 cũng không thi tốt. Rất nhiều bạn học ngay cả cấp 3 cũng chưa học xong Đã nghỉ học rồi Cho nên dạy Cũng phải dạy đúng bạn làm thầy người ta mà dạy sai như vậy đã tổn hại tâm của các em khi các em không có tâm cung kính đối với thầy cô thì bạn đồng thời cũng đã cắt đứt đạo nghiệp học vấn cả đời của các em rồi cho nên tôi nhìn thấy những bạn học này của tôi trong lòng tôi cảm thấy rất thương tiếc nhưng bà tôi suy nghĩ những gì thầy này của chúng tôi tôi cũng cảm thấy họ rất đáng thương thật sự Người trong giang hồ Thân bất do kỹ Toàn bộ hoàn cảnh lớn là yêu cầu họ điều gì Anh cứ là ép số điểm lên Khi thi đậu vào trường tốt Học trò càng nhiều Thì trường của chúng ta càng thành công Phải cần suy nghĩ cẩn thận Người hiện nay cần là thành công Rốt cuộc có phải thật sự là thành tựu cuộc đời của các em hay không? Người làm thầy chúng ta thật sự cần tĩnh tâm lại mà suy nghĩ xem Rốt cuộc giáo dục mấy năm, mấy chục năm của chúng ta Có phải là thành tựu cho các em hay không? Không được phép bị mê lầm Ở trong cái dòng nước lũ này Phần lớn người hiện nay Đối với cuộc đời phương hướng theo đuổi là bị thiên lệch Chúng ta cần phải cẩn thận Không được nước chảy bèo trôi khi người làm thầy chúng ta thật sự nắm được tư tưởng quan niệm chính xác cho việc thành tựu cuộc đời của các em đó mới là việc quan trọng nhất của người làm thầy thế cái sư này của bà mới bắt đầu đi trên phương hướng chính xác hàn vũ nói sư giả sở dĩ truyền đạo thọ nghiệp giải hoặc giả phải truyền cái đạo làm người thật sự chính xác phải giải cho được mối nghi hoặc trong cuộc đời của các em Đây mới là người thầy chân thật Chúng tôi diễn giảng ở Hàng Châu Cái gì cảnh sát quân sự đó 40 tuổi rồi Anh mới biết đúng sai của cuộc đời Nếu như anh ấy lúc mười mấy tuổi đã biết rồi Thì cuộc đời của anh là hoàn toàn khác nhau Người làm thầy chúng ta không được để cho sự hối tiếc của cuộc đời rất nhiều người tiếp tục xảy ra ở trong cuộc đời học trò chúng ta đây là cái lương tri của người làm thầy cho nên từ trong cái chữ sư này chúng ta trước tiên phải nắm được giáo là gì lại nữa người làm thầy cũng phải suy nghĩ bản thân chúng ta có lấy mình làm gương hay chưa khi một người thầy ham học trong lúc người thầy giảng bài đều có thể dẫn chứng phong phú nêu ra rất nhiều câu chuyện lịch sử học trò chỉ nhìn thấy loại thái độ dạy học này của chúng ta thì sẽ hấp dẫn nó rất sâu cho nên khi chúng ta ham học thì học trò tự nhiên ham học tiếp đó thân người làm thầy chúng ta có lúc nào cũng đối xử xem học trò của mình giống như con em người thân của mình hay không khi chúng ta có cái thái độ như vậy thì sự tín nhiệm của các em đối với chúng ta sẽ rất sâu và những lời giáo huấn mà bạn nói chúng cũng sẽ hấp thu rất chăm chỉ rất chú tâm cho nên khi một người thầy thật sự làm được quân thân sư họ sẽ tuyệt đối đem công việc làm thầy của họ làm rất viên mãn cho nên chúng ta từng chi từng phút ở trong quan hệ ngũ luân Cần suy nghĩ bản thân có làm được quân thân sư hay chưa Qua nghị cha con Chúng ta làm cha có làm được quân thân sư hay chưa Lại nữa Con cái đối với cha Có được phép là quân thân sư hay không Có được hay không Đại đạo bất khí Đạo lý lớn của vũ trụ nhân sinh Là chiếu khắp muôn nơi đều đúng Bạn nếu đem cái bổn phận vai trò làm con cái này của bạn Làm thật phiên mãn Thì bạn cũng có thể làm quân thân sư Cho nên khi bạn làm quân Bạn lấy mình làm gương Bạn dùng đức hạnh Để cảm động cha mẹ của bạn Bạn hy vọng cha mẹ của bạn Cũng có thể nhận được giáo huấn thánh hiền để cho tuổi dị chiều của họ Thân tâm có thể nhẹ nhàng, an ổn Thế thì đạo đức học vấn của bạn phải như thế nào Phải tốt hơn cha mẹ của bạn Cho nên bạn phải làm quân Tiếp đó bạn phải làm thân Phải mọi lúc mọi nơi quan tâm cha mẹ Bạn phải làm sư Bạn đối với rất nhiều đạo lý Phải biết dung thông Phải biết nắm lấy thời cơ Để hướng dẫn cha mẹ Bởi vì sự trưởng thành tư tưởng quan niệm Của một con người Tuyệt đối không phải một sớm một chiều cho nên trong quá trình hướng dẫn của bạn đương nhiên người làm con cái chúng ta diễn cái chữ sư này thái độ dứt khoát không được giống như thầy mắng học trò thế là bạn học chưa có linh hoạt chữ sư này là một loại nắm được cơ hội hướng dẫn cha mẹ nhưng mà trên thái độ là vẫn phải mặt ta vui lời ta dịu thái độ phải đúng cho nên quan hệ cha con cần làm quân thân sư Quan hệ vua tôi có thể làm quân thương sư hay không? Bạn nói tôi là cấp dưới Tôi làm sao làm quân thương sư được? Thật ra bạn chỉ cần Rất có đức hạnh Thì cấp trên của bạn Sẽ học tập theo bạn Bạn lúc nào cũng nghĩ cho cấp trên Xem họ giống như người trong một nhà vậy Nơi đó các bạn là quý mến lẫn nhau Lúc cần phải khuyên can họ Lúc cần dùng ngôn giáo Bạn phải nắm được thời cơ để khuyên nhủ họ Thế bạn cũng làm được sư Như thế Người lãnh đạo của bạn Cấp trên của bạn nhất định sẽ vô cùng quý trọng Loại cấp dưới này của bạn Cũng sẽ cố gắng đề bạc bạn Cho nên con ngày cha con Có thể làm quân thân sư Con ngày vua tôi làm quân thân sư Thế quan hệ vợ chồng thì sao Cũng làm quân thân sư được Khi một nửa kia của bạn Từ trong nội tâm không phục bạn Bạn cũng lấy mình làm gương Thì lời nói của bạn là rất có trọng lượng luôn luôn quan tâm làm được vai trò thân nắm đúng thời cơ gợi mở cho họ khuyên nhủ họ đây chính là vai trò của sư anh em cũng vậy cuối cùng bạn bè thậm chí là đồng nghiệp cũng có thể làm quân thân sư chúng ta thường hay nghe thấy một số bạn bè nói tôi vào công ty này là bởi vì có anh đồng nghiệp này ở trong đời sống ở trong công việc hướng dẫn cho tôi rất nhiều thậm chí là ở trong phương diện giá trị cuộc sống của tôi cũng có cho tôi rất nhiều gợi ý bạn có từng nghe bạn bè của bạn nói gì bạn bè khác của họ là nói ra kiểu như vậy không có hay không không có tôi có nghe nói một số bạn bè tôi nói tôi chính là gặp được anh đồng nghiệp này của tôi cuộc đời tôi mới thay đổi như vậy tại vì sao họ đối với anh đồng nghiệp này là cảm nhận xong như vậy cảm tạ sâu như vậy Nhất định bạn bè của họ có làm được quân thân sư Có làm tấm gương tốt cho họ trong công việc, trong đời sống Sau đó ở trong đời sống còn quan tâm họ rất nhiều Khi họ làm việc không hiểu rõ Rất nhiều năng lực còn thiếu sót Đồng nghiệp còn chủ động hướng dẫn họ Cho nên họ mới có thể có cảm tạ sâu như vậy Đối với anh đồng nghiệp này cho nên khi chúng ta ở trong bất kỳ mối quan hệ giữa người với người nào Cũng có thể làm được quân thân sư Thì mỗi thân hữu tiếp xúc với bạn Cũng sẽ khâm phục bạn Nhìn thấy bạn cũng rất đều ưa thích, tán thán Cho nên quân thân sư ba cái chữ này Ba cái thái độ này Chúng ta luôn luôn lấy ra quán chiếu bản thân Có làm được hay không? Nếu như có thể quán chiếu được như vậy Đảm bảo đạo đức học vấn của bạn sẽ nâng lên, lên rất nhanh chúng ta quan hệ ngũ luân đến chỗ này đã báo cáo xong một giai đoạn tiếp sau đây cái chúng ta cần tiến sâu vào là trình tự của học tập học vấn học cái gì học đạo đức học đạo lớn ngũ luân toàn bộ quá trình phía trước của chúng ta chính là giảng giải cái đạo lớn ngũ luân này sau khi hiểu rõ đạo lý rồi cần phải tiến tới thực hành cho nên toàn bộ trình tự học tập này cũng rất là then chốt ở trong giảng nghĩa của chúng ta có viết là học chi tự bác học thẩm vấn thận tư minh biện cái cuối cùng là gì đốc hành thế thì chúng ta hãy xem qua một chút bác học thẩm vấn thận tư minh biện bốn cái trình tự này thật ra điều quan trọng nhất của nó chính là cần đem đạo lý làm cho rõ ràng đạo lý làm rõ ràng cái này gọi là bộ phận tri cái trình tự sau cùng là cần phải làm cho được phải thực tiễn cái đạo lý đã rõ ràng cho nên gọi là đốc hành như vậy mới có thể tri hành hợp nhất học vấn điều quan trọng nhất chính là phải tri hành hợp nhất khi bạn biết rất nhiều nhưng mà đều chưa có làm Như vậy có học vấn hay không? Như vậy không chỉ không có học vấn và lại còn có hại Người biết càng nhiều càng không làm Thì nhất định sẽ rất ngạo mạn cho nên ở trong đề tử quy có hai câu gợi mở rất quan trọng đối với cầu học vấn chúng ta nhất định phải nhớ kỹ hai câu nói này bất lực hành đảng học văn nghĩa là không làm chỉ là cứ mãi học nhất định sẽ trưởng phù hoa thành hài nhân tuyệt đối không thể thành tựu hậu vấn được nhưng chỉ là làm mà không có học tập Đáng lực hành bớt học văn thế là nhậm kỹ kiến muội chân lý là chỉ dựa vào cách nghĩ cách nhìn của mình để làm kết quả làm ra sự việc cũng không làm tốt bản thân còn rất nhiều quán giận đó chính là nhậm kỹ kiến không có thuận theo giáo huấn thánh hiền cho nên rất nhiều người trong đời cũng rất chăm chỉ cũng rất nỗ lực nhưng mà quan hệ giữa người với người của họ trước sau không có chung sống tốt cái này chính là không có học tập cho nên chúng ta nhất định phải thông qua bác học thẩm vấn thận tư minh biện Đem đạo lý Làm cho rõ ràng Bước kế tiếp Thực hiện thi hành Và khi thực hiện phải thực hiện Ở trong ba phương diện Ba cái phương diện nào vậy? Cái thứ nhất Lập thân Phương diện tu thân Đây là tự mình tu dưỡng nâng cao cái phương diện thứ hai phải thực hiện vào trong xử lý sự việc trong xử sự, sự phương diện thứ ba phải thực hiện vào trong tiếp vật chính là ở trong chung sống với người cho nên học vấn phải ở trong đời sống của bạn ở trong công việc của bạn ở trong đối nhân sự thế của bạn cần thật sự làm được thậm chí là người biết tu học còn ở trong chủ tâm của mình ở trong khởi tâm động niệm của mình mà quan sát chính mình mà yêu cầu chính mình thái độ cầu học vấn của người cổ đại như thế nào vậy cái này chúng ta đáng để học tập rất nhiều người cầu học vấn cũng rất có tâm nguyện Thường thường nghe bạn bè khuyên nhủ Cũng được hoặc giả nghe xong Được buổi diễn giảng về Cảm thấy đạo đức học vấn rất quan trọng Lập tức về đến nhà Liền đem những sách ở trên kệ đó Nhanh chóng lấy xuống Xếp ra một cái là Bảy tám quyển đều để lên Nói lần này tôi nhất định phải cố gắng Đọc hết số sách này Nhiệt huyết này duy trì được mấy ngày có thể Sau ba ngày lại không biết đi gì đâu rồi Cho nên chúng ta thường hay lập chí Phải cố gắng đọc sách Nhưng mà cũng thường thường là Sao lãng hết rồi Cho nên người xưa nói quân tử lập thường chí Tiểu nhân thường lập chí Quân tử một khi hạ quyết tâm Nhất định phải thành tựu học vấn Thì họ suốt đời Không đổi rất là bền chí Rất có quyết tâm Kiên trì đến cùng Người không có thái độ này Thường hay ở đó nói Tôi tận này nhất định phải cố gắng đọc hết sách Cuộc đời tôi nhất định phải ham học Bắt đầu từ bây giờ Nhưng mà sau đó như thế nào Lại không thấy Loại chí hướng này Thường thường sẽ không thấy Đến cuối cùng mình có niềm tin đối với chính mình hay không là không còn niềm tin nữa đương nhiên chí hướng của một con người có thể kiên trì tiếp được còn có một cái nguyên tắc quan trọng chính là bạn trước tiên phải xác định được chí hướng thì cái học tập này của bạn mới có thể quán triệt được đời người không có mục tiêu bằng nỗ lực cho thật nhiều đến cuối cùng là không có động lực thật ra tôi là thường hay lập chí thường hay hạ quyết tâm phải cố gắng đọc sách mỗi lần tôi nhớ thi cấp ba cũng vậy, còn giả thi đại học cũng vậy, mỗi lần thi xong, tôi luôn nói, sau này lần sau tôi nhất định cố gắng học bài. tôi còn nhớ lần thi đại học, phía cuối cùng bài thi thầy đều hay viết một dòng nói, anh chị có cảm nhận như thế nào đối với việc học tập trong học kỳ này? chúng tôi liền bắt đầu phát lầu sám hối. Bắt đầu nói chúng em không đủ chăm chỉ Khi nghỉ hè này em nhất định cố gắng học tập Sau đó viết ra thầy xem xong còn cảm thấy có chút an ủi Là không có bán đứng thầy Cho nên cũng là thường hay lập chí Nhưng mà trước sau Không có thật sự kiên trì Tôi ra Bên ngoài xã hội Bắt đầu làm việc Cũng đã thay đổi 7 tám cái công việc rồi cho nên cha tôi nhìn tôi cảm thấy tôi cũng là người nhiệt quyết nhất thời Các bạn có nhìn ra không vậy? Các bạn quá nhân từ Đều không có gây khó xử cho tôi Tôi chính là người nhiệt quyết nhất thời Nóng một chút liền nguội ngay Nhưng mà xin thưa với các bạn Tại sao tôi lại nguội mất vậy? Bởi vì mỗi lần tôi nhiệt tâm với một thứ gì đó Sau đó phát hiện nó không phải là thứ tôi muốn cần Tôi liền lại xa lìa Tôi đã từng ở trong cơ quan huấn luyện giáo dục thời gian 2 năm Chuyên làm rất nhiều khóa trình Để cho người ta học Kết quả khi vào học cũng là mấy ngàn đồng Thậm chí có cái đến dạng đồng Tôi rất nóng lòng Tại vì sao vậy? Bởi vì nếu như họ tiếp nhận những khóa trình này Mà thay đổi cuộc đời Thì loại công việc này rất có ý nghĩa Cho nên tôi là người có công trạng tốt nhất trong công ty của chúng tôi Nhưng mà làm tiếp được mấy tháng Tôi phát hiện Rất nhiều người học xong Cuộc đời có thay đổi hay không vậy Không có thay đổi Không chỉ không có thay đổi Họ còn chất giả hơn Bởi vì bỏ ra số tiền đó Thì áp lực kinh tế sẽ càng nặng hơn Cho nên tôi thấy không được Tôi kiếm tiền là tạo ra đau khổ cho họ Sau đó tôi liền liệt khỏi giới huấn luyện giáo dục Đương nhiên quá trình này tôi cũng nhìn thấy một số hiện tượng Chính là người diễn giảng nói một đường mà là một nẻo Cho nên sau đó chúng tôi cũng không muốn tiếp tục làm như vậy nữa Khi tôi lìa khỏi Bởi vì vẫn còn một chút lương ti này Cho nên sau khi lìa khỏi Có thể là tổ tiên đã âm thầm chúc phúc cho tôi Tôi liền mở kinh điển thánh hiện ra kết quả khi mở ra cái tâm trạng đó không có cách gì hình dung được ngồi cũng ngồi không được đứng lên đập bàn nói giáo huấn hay như vậy hai tay dân tặng cho bạn bạn không cần còn đi phí một đồng tiền cho nên cảm thấy mình thật sự là rất ngu si cũng rất vui mừng cuối cùng mở ra rồi và có một phần sứ mệnh hơn nữa là phải khiến cho giáo hướng thánh hiền lợi ích cho càng nhiều người hơn nữa cho nên nhiệt huyết nhất thời của tôi từ đó biến mất bởi vì đã tìm được mục tiêu đáng theo đuổi trong cuộc đời đích thực tôi ở trong mấy tháng bắt đầu học tập đó cha của tôi thường hay bước vào thư phòng của tôi thử xem tôi sau đó liền nói với tôi sách anh đọc mấy tháng nay còn nhiều hơn mấy năm nay cộng lại cha tôi rất kinh ngạc đứa con trai nhiệt quyết nhất thời này tại sao thay đổi rồi tôi chỉ nhìn cha tôi cũng không đáp lại lời nào bởi vì chúng tôi cần biểu hiện đến loại trình độ nào đó mới là thời cơ nói chuyện của chúng tôi không nên nói nhiều cần lắng khí xuống cho nên tôi chỉ mỉm cười và tiếp tục xem sách cho nên ở trong toàn bộ năm sáu năm tiếp tục sau này mục tiêu phương hướng là không thay đổi nữa và cũng ở trong thâm nhập kinh điển có thể cảm nhận được thái độ của người xưa đối với cầu học vấn quả thật chúng ta là không bằng chỉ cần hạ quyết tâm suốt đời không thay đổi cho nên ở trong trung dung có một câu nói là đã nhắc đến thái độ cầu học của bậc thánh hiền chúng ta chúng ta hãy xem một chút hữu phất học thật sự muốn học rồi học chi phất năng sau khi học rồi mà chưa có học được phất thố giả tuyệt đối không gián đoạn rất có quyết tâm cho nên học nhất định phải học đến làm được biết họ mới chịu thôi học cho nên đoạn giáo huấn này đối với người hiện đại thường thường đều là bằng mặt không bằng lòng đích thực là phương pháp đối trị tốt nhất bởi vì cái khiếm khuyết nhất của chúng ta chính là bền chí mà bền chí là mấu chốt quan trọng cho việc thành bại của cầu học vấn cho nên bác học là nhất định phải học đến làm được hữu phất vấn có chuyện cần thỉnh giáo người khác vấn chi phất tri sau khi hỏi rồi mà chưa có biết chưa có hiểu rõ ràng phất thố giả chữ thố này chính là không từ bỏ cho nên bằng hỏi người khác thỉnh giáo người khác nhất định phải hỏi cho ra ngọn nguồn sự việc nhất định phải hỏi đến hiểu rất nhiều người hỏi người khác chưa hiểu liền cho qua rồi, cho nên học vấn thường thường là biết nửa vời. Biết nửa vời thì không quan trọng, người khác hỏi bạn, bạn còn không rõ thì nói với họ thế thì lại hại họ. Cho nên hỏi thì nhất định phải hỏi đến biết mới thôi. Cho nên chúng ta thử xem loại thái độ cầu học đó của người xưa quả thật là chúng ta phải học. Tiếp nữa, hữu phất tư có suy nghĩ thận tư là suy nghĩ tư chi phất đắc sau khi suy nghĩ rồi mà chưa có kết luận chưa có suy xét rõ ràng như thế nào cũng không từ bỏ phất thố giả nhất định phải suy nghĩ đến khi nào biết được suy nghĩ đến mức biết mình phải bắt tay làm như thế nào thì mới được nếu không sẽ giống như chúng ta rất nhiều hội nghị mở ra hai ba giờ đồng hồ nghĩ đến cuối cùng nói được rồi, lần sau bàn tiếp Đâu có nhiều thời gian như vậy Để ở đó lần sau bàn tiếp Cho nên suy nghĩ nhất định phải đến mức xác định Đến mức chắc chắn mới được Tiếp đó hữu phát biện Có phân biệt biện chi Phất minh Phất thố giả Bạn phân biệt một số người Phân biệt một số sự vật Nhất định phải nên phân biệt rõ ràng rồi mới được Buông tay, bạn chưa có phân biệt rõ ràng Tuyệt đối không từ bỏ Nếu không bạn chẳng phải phân biệt uổng công Phán đoán uổng công sao Sau cùng hữu phất hạnh Bạn có nỗ lực thực hiện giáo huấn thánh hiền Nhưng mà hành vi phất đốc Là làm không vững dàng Không đủ chắc chắn Bạn không thể là thánh hiền dạy bạn Phải hiếu thuận cha mẹ Bạn mới làm 20 điểm như vậy có được hay không Như vậy thì không được cho nên nhất định phải làm đến vô cùng Chắc chắn thiết thực vững vàng mới có thể được xem là Làm tốt chuyện học vấn Sau cùng nhắc đến Nhân nhất năng chi kỹ bách chi Người khác một lần làm được rồi Không sao cả Chúng ta đừng nản lòng Cần cù bù thông minh Họ một lần làm được rồi Ta quyết tâm là một trăm lần cũng phải làm cho được Nhân nhất năng chi kỷ bách chi Nhân thập năng chi kỷ thiên chi Người ta làm 10 lần là làm được rồi Không sao Ta làm một ngàn lần Thì cũng phải làm nó cho được Khi người có quyết tâm cầu học vấn như vậy Quả năng thử đạo hỷ Tuy là đần độn cũng sẽ biết Khai trí huệ Tuy mềm yếu Cũng chắc chắn có thể trở thành Một người mạnh mẽ Một người rất có nguyên tắc làm việc cho nên đoạn văn này cung cấp cho chúng ta thái độ tu học rất quan trọng tiết học lần sau chúng ta sẽ tiến vào toàn bộ trình tự học tập trước tiên chỉ học đến chỗ này thôi cảm ơn mọi người No.